Số tiền đó mình thắng được để trả lại cho ổng chi vậy? Rồi lấy có nhiêu đó sao xài? Bao nhiêu đó được mấy ngày? Thì cứ đưa cho ổng đi. Bằng của ổng cần hơn mình, mình giữ lại ít để trả tiền cho cô Hàng được rồi. Mà bữa nay đệ vui quá à, gặp được bá Thiên luôn á. Mà Huynh thấy không, ổng đối xử với đệ giống như là bạn của ổng vậy đó. Phải, bữa nay nghe Huynh á, thiệt xuất thần luôn á. Nè Huynh, mà sao Huynh không biết á, hớn Huynh á có biệt tài này vậy? Ta cũng đang thắc mắc nè. Biết trước là khỏe rồi. Đệ cũng đâu có biết làm sao đâu. Đệ thấy cũng lạ lắm luôn á. Mấy thằng cha đó đó nha, mắt nhìn trừng trừng vậy nè. Mấy thằng cha đó hỏi, ủa sao là tài mà không phải xỉu? Mà không chịu hỏi á là sốc hay chưa, sốc khi nào, sai trọng tâm hết. Từ bây giờ hết tiền thì cứ đi vô sòng bạc thôi. Đi lấy hành lý rồi ta thay đồ, sau đó trả tiền cho cô hàng nước. Mai mốt á, là đệ muốn gặp bá Thiên là gặp à. Vui ghê á. Sau này á, đệ sẽ theo bá Thiên học hỏi. Hết ghê á. Thằng này có nhiều cái lạ thiệt. Mà sao ông trời cho nó nhiều vậy ta? Thôi đứng về đi, lẹ à. Đâu mà nhiều dữ vậy? Tiền ăn chỉ có mấy quan tiền thôi à? Hay là để em gửi lại mấy thầy? Thôi khỏi, giữ đi. Thấy cô dễ thương cho nên bọn ta cho hết đó. Nàng cứ giữ đi, chắc tụi này ở hơi lâu lâu đó. Lo cơm nước cho tụi này luôn. Có gì vài bữa nữa trả tiếp. Mấy thầy rộng rãi quá. Vậy cho em xin mạn phép. Mời các thầy. Em mời các thầy dùng bữa. Tàu hũ, trứng vịt, cải xanh, khô quẹt. Ủa, ta nhớ là ta nói với nàng để mấy bữa nữa ta đưa tiền tiếp mà. Ờ, dạ, không phải. Mấy thầy thông cảm. Tại dạo này có dịch cho nên không còn heo gà gì hết. Em không biết kiếm đâu ra miếng thịt nữa. Mấy thầy chịu khó dăm ba bữa nữa có thịt rồi em mua về nấu cho mấy thầy ăn nha. Phải có ai đó có heo gà dịch bán chứ. Dạ hiếm lắm, bị bắt hết rồi. Chỉ có mấy quan mới được ăn thôi. Còn dân á thì phải nhịn. Rồi không lẽ con heo con gà nào cũng bệnh hết hả? Đầu đuôi là cũng do mấy ông quan xã, tay trồng với bọn thương lái tung tin là có dịch bệnh để nâng giá. Thì mình cứ mua với giá cao. Dạ khó lắm thầy ơi. Phải quen ngoài xã, có bao nhiêu á là mấy ổng thu hết rồi. Làng thì sắp đãi đàn gì nữa, mà bây giờ mấy ổng gom hết. Nghe nói á, là cuối làng có trại heo. Mà em hỏi á, thì họ đều nói là hết rồi. Trời đất ơi, khi khổng khi không, anh em tụi mình phải ăn chay vậy sao? Huynh, tính sao Huynh? Tính cái gì nữa? Bây giờ cứ ăn uống đỡ đi cho nó khỏe, rồi từ từ tính. Vậy em mời các thầy dùng đỡ. Không sao không sao. Đồng Huynh, trời đất ơi, quy một cái làng như vậy mà kiếm không ra một con heo một con gà. Đi đi. Thấy gì không? Dạ lên. Thấy đi. Mới vừa nhắc luôn á. Lại hỏi coi nó có bán không. Ôi ôi, dạ nghĩ chắc khó à nghe. Có gì đâu khó. Có gì mình trả dạ cao hơn chút. Đi 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 đi. Nhanh lên. Ê, 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 ê. Tránh đường ra coi. Không có không có. Tôi muốn nói chuyện với ông chút. Ủa, xíu. Ủa làm gì quýnh heo dữ vậy? Nó không đi thì mình phải quýnh nó, hiểu chưa? Thôi ông đừng có đánh con heo, tội nghiệp nó. Không nuôi nữa thì ông bán lại cho tôi đi. Ừ, bán cái gì mà bán. Đây là heo bệnh, lệnh là phải đem chôn nó. Giờ phải đi nộp cho làng. Ủa mà tôi thấy nó đi song sổng mà, có bệnh đâu. Nhiều chuyện quá, nó bệnh trong người sao mày biết? Còn không á, anh nói với làng là nó sổng dây chạy mất rồi. Bao nhiêu để tôi trả gấp đôi luôn. Ê ê ê, gan nha, đây là heo dịch bệnh, không có bán gì hết, mua bán gì cũng bị tội hết kìa. Chưa tránh đường tao đi coi. Đi đi nhanh lên. Trời ê ê, đừng ông đừng có đánh nó nữa, tội nhiều nó chuyện. Đi đi
Trời đất ơi, đợi thèm thịt heo quá. Giọng cái thứ càng nhìn càng thèm. Mấy huynh có giống đệ không? Đừng có nói nữa, kiếm cách khác thôi. Mà cách nào nữa giờ? Hồi nãy giờ nói ổng có chịu bán đâu, ổng chửi mình quá trời, huynh không thấy hả? Nó không bán hả? Coi ai lỗ cho biết. Hả? Hai đệ có đôi guốc nào mới đưa huynh mượn. Dạ dạ. Nè huynh. Ủa, huynh định làm gì vậy? Thằng Hớn đã gặp Bá Thiên. Dạ đúng vậy, tiểu nhân đã tìm thấy sòng bạc mà cả băng Bá Thiên lẫn hành đạo thường hay lui tới. Bây giờ mình cho bao dây bắt trọn ổ luôn hay sao đại nhân? Không, bắt tụi nó không phải là lúc này. Đợi cho thằng Hớn, Bá Thiên, Khâm Sai gặp nhau, giết Khâm Sai rồi đổ tội cho Bá Thiên, bắt hai chúng nó một lượt. Quá là diệu kế. Theo anh chàng Hứng, đảm bảo không ai được bắt, nhốt hay làm hại hắn. Ta quý anh chàng thiệt thà đó. Ai mà còn mới quá vậy? Có lượm được không ta? Đi. Ủa mà lượm chiếc rồi đâu có xài được đâu. Đi. Đi. Nhanh lên. Đi. Đi. Mày biết là tao mệt mày lắm rồi không heo? Đi. Ta mệt với mày lắm rồi đó nha. Đi. Ủa, sao ở đây có một chiếc nữa ta? Sao giống chiếc hồi nãy vậy? Chắc là một đôi. Làm sao mà bỏ được? Là một đôi. Con heo đâu mất rồi? Con heo của tôi, nó đâu rồi? Chết tôi rồi. Heo của tôi. Làm một ít cho huynh đệ ta Nhâm Nhi, còn lại là của nàng đó. Mấy thầy kiếm đâu ra vậy? Chẳng giấu gì cô, băng hành đạo của tụi tôi chuyên cứu nhân độ thế mà, cần gì thì cứ đề đạt. Khoan đã, bây giờ nàng cứ nấu nướng đi, trong thời gian đó mình đi coi tuồng. Đi coi tuồng. Dân làng đang hiếm thịt, bây giờ mình đi kiếm thêm thịt chia người chút ăn chơi. Để... được á, đi. Ờ. Tôi năn nỉ ông đó, bắt cho tôi con khác đem về đi, không là ông giết tôi đó. Đúng là xui tận mạng mà. Con nó thiệt là kỹ luôn á, mà làm sao nó xúc được? Thì chắc là nó khỏe quá. Hả? Thôi lẹ đi, tiệc sắp tới rồi. Mà kiếm kỹ chưa? Kiếm kỹ rồi, tôi chạy tùm lum hết mà không có, cho nên mới quay lại kiếm ông nè. Vậy bây giờ mấy con này tính sao? Thì ông cứ tính luôn cho mấy ổng đi. Mấy ổng thâm lạm tiền thuế bộn mà. Tiền chùa không à. Đi đi, tôi năn nỉ ông. Thôi thôi thôi, đi vô chùa bắt nè. Đi. Đi. Nhanh lên. Đi. Đi. Nhanh lên. Ủa. Đi. Ủa.
Con heo qua vậy ta? Hay là heo của mình thất lạc? Ốt kỳ ta, mới nghe tiếng nó đây mà. Ốc heo ơi, ốc. Ốc. Kỳ vậy ta, mới nghe tiếng. Tức thiệt chứ. Rõ ràng mới vừa nghe tiếng, vô thì không thấy đâu, là sao ta? Heo của tôi đâu mất tiêu rồi. Heo của tôi mới để đây đâu mất tiêu rồi. Đứa nào ăn cắp trả cho ông. Trời ơi, heo của tôi. Trả đợi guốc mới nè. Đa tạ huynh nghe. Trời đất ơi, kỳ này nghe, làng của mình có heo ăn rồi. Sướng sướng. Dạ, vậy mời mấy thầy. Dạ, ai cũng mừng hết sức mừng luôn à. Mọi người, ai cũng cảm ơn hết. Mỗi người đều có một miếng. Hay là giờ mấy thầy vô nhà nghỉ ngơi đi, rồi mình ăn tiệc lớn. Cảm ơn cô. Nhưng mà em phải cảm ơn mấy thầy mới đúng chứ. Cho em hỏi mấy thầy cái này nha. Mấy thầy có phải là băng đảng gì không? À, không có đâu. Để ta nói giỡn đó, băng đảng thiệt ai la lạng vậy? Dạ, em cũng nghĩ như vậy. Không có đâu, sư huynh ta mới giỡn đó. Băng hành đạo chuyên cứu nhân độ thế mà. Băng hành đạo? Sao nghe giống băng thế thiên quá vậy? Hai huynh nghe chưa? Băng hành đạo mình bây giờ cũng được nhiều người biết đến lắm chứ bộ. Đúng rồi. Để vui vui quá à. Vui lắm luôn á. Cứ vậy hoài. Nè, đứng lại. Tại sao người lại giác sát tới đây? Ồ, quên tôi hả? Tôi chủ soái hành đạo nè. Ta không cần biết chủ soái hành đạo nào cả. Đi đi. Nhanh lên. Khoan đã. Chủ soái. Mời chủ soái hành đạo vào. Chủ soái. Tôi tới đây là để khoe với ông là bây giờ thiên hạ người ta cũng biết tới băng hành đạo rồi đó ngang. Chứ không phải là chỉ có băng thế thiên của ông nổi tiếng đâu. Biết, khá lắm. Lấy của bọn giàu có, cà chớn, chia cho dân nghèo khổ. Hành đạo cũng đâu khác gì thế thiên. Nhưng mà tôi tới đây tôi muốn hỏi ông á, là làm sao để băng đảng của tôi nó đông lên vài trăm người, rồi ăn bận đâu ra đó giống ông, rồi đi học võ đến lộn y đồng y xèo. Quay quá. Được, anh cứ lui tới đây, có gì ta sẽ chỉ dẫn. Ta xuất thân cũng giống như anh, ban đầu chỉ vài thuộc hạ thân tín, rồi mới bắt đầu tạo ra thành thế. Bây giờ thì có rất nhiều người xin theo. Vậy được, vậy để tôi theo ông tôi học. Có điều là ta muốn hỏi, quay khâm sai đó, nói anh sao? Sao lại nhờ anh nhắn cho ta? Chắc tại quan khâm sai biết tôi trong băng hành đạo á, rồi tôi nói tôi bạn ông, rồi ông nói trước sau gì tôi với ông cũng gặp nhau à. Rồi sao? Ông tính khi nào ông gặp ông? Theo anh, quan khâm sai đó tốt hay là xấu? Tốt. Con coi ông làm quan vậy chứ, ông được lắm mà nghe. Nhưng không, chủ soái có vẻ tinh thần khờ hớn. Không chừng đây là cái bẫy do triều đình giăng ra. Đúng vậy. Thời buổi này á, làm gì có một thằng khờ cỡ đó. Dì ca, chúng ta phải ngăn, đừng cho chủ soái gặp khâm sai.
Thịt heo ăn ngon quá huynh ơi. Nè, bây giờ dạ, mà không có thịt đã cho làng á là tao xẻ thịt mày đã cho làng cho mày biết. Ông ơi tội con. Chủ quán đâu? Cho mình chai coi. Dạ, dạ có liền. Dạ con mời cụ. Ủa, ông ông gì? Con nghĩ kỹ rồi ông. Có thằng muốn chơi con, nó đánh vô lòng tham của con, guốc tốt mà còn nguyên một đôi. Nếu là ông có lượm không? Lượm cái đầu mày chứ lượm. Rồi bây giờ mình tính sao? Ông gì? Bạn đã ăn thịt heo kìa ông. À, thịt heo nè đâu ra hả? Tụi bay mà không chứng minh xuất xứ nguồn gốc con heo này á, giả lên xã cho tao. Dạ. Ủa, thì cô hàng nước bán tụi tôi ăn, mắc gì phải lên xã? Ê, cái con kia, thịt ở đâu mày bán? Hả? Xã mới mất heo mà chưa thụ đồ gian, đúng không? Dạ không. Người ta mang thịt đến chào á thì con mua. Khách nói á, quán con bán toàn đồ chay, riết rồi á là quán con ế luôn á. Tên nó mặt mũi như thế nào? Mày kể cho tao nghe coi. Là bán hành đạo. Cái gì? Là băng cướp hành đạo. Tụi nó đã tràn khỏi kinh thành ra ngoại ô rồi à? Phải đó. Chứ bộ hồi nào giờ quan chưa nghe danh băng cướp hành đạo hả? Tụi tôi chính là nạn nhân. Bị tụi nó xử nên mới phiêu bạt giang hồ tới đây nè. Tụi bay làm gì bị tụi nó xử? Có gì đâu. Thì tụi này đè mấy cái thằng cà chớn ra lột tiền xài chơi, không ngờ bị hành đạo bắt gặp, quấn một trận xém chết. Vừa dám giành địa bàn làm ăn với tụi cướp. Không phải, tiền đó hành đạo cho. Là sao? Hành đạo cho tiền thiên hạ hả? Phải á, băng cướp hành đạo lấy tiền của người giàu mà làm ăn bất chính á, chia cho người nghèo á. Lấy của người giàu chia cho người nghèo, vậy làm từ thiện chứ ăn cướp gì? Thì bởi vậy mới nói. Trời ơi, mới vừa tới đây á, đã nghe tin tụi nó tới đây trước rồi. Mới nghe qua tụi nó chứ không ai đó. Tụi nó mù mồ hết biết luôn. Đúng rồi đó ông, tụi nó mù mù quá. Nhưng mà cũng chưa chắc, lỡ băng khác thì sao? Gì? Vậy là ông không có nắm thông tin rồi. Ông nên lên kinh thành để nắm tin tức đi, nghe phân tích tình hình từng băng đảng, để mà về biết cách ra tay đối phó. Mỗi băng đảng nó có cách ra tay riêng của nó. Sắp có rồi đó. Có gì? Sắp có hội xuân dành cho quan địa phương, đích thân hoàng thượng đãi tiệc nha. Đó, rồi sẵn hoàng thượng sẽ phổ biến tình hình tội phạm luôn. Mai nó huynh. Có không? Trời ơi, ai dám giỡn mặt với chức sắc. Chi phí đi lại ăn ở triều đình bao, không tốn đồng bạc nào hết đó. Ông ơi ông, sướng quá, đi đi ông. Lâu lâu lên kinh thành cho biết chứ người ta. Ê, tụi mày nói giỡn hay thiệt vậy? Trời ơi, mới hồi hôm nè, huynh đệ tôi đi đò, đứng chờ hoài, đò không có chở. Hỏi ra mới biết là đò bây giờ ngưng chở dân rồi, dành chở quan không à. Đó, quan chỉ cần xuống nói danh tính là đi à, không có tốn đồng bạc nào hết đó. Dễ ẹt vậy hả? Dễ ẹt. Chị nói danh tính để đi hả? Đúng rồi. Ủa, bộ làm ruộng hay sao mà đi dễ ẹt vậy? Chức sách chính ngạch, có tên trong quốc khố. Không, quốc khế. Vậy sao mà lỗi được? À, mà chỉ cần nói mật khẩu thôi, khỏi cần nói cấp bậc gì hết á. À, vậy cũng hay, khỏi cần sanh ảnh chức lớn chức nhỏ. Ê, mà mật khẩu sao? Đạo sư xê. Ê, tao gô cái đầu mày liền đó nha. Ủa sao ông bắt con? Thì mày mới chửi tao đó. Ủa con có chửi ông gì đâu? Thì mày chửi tao xạo sự thấy ghê nè. Đâu có, con nói là họ sự sàng xê. À, họ sự sàng xê hả? Dạ. Ừ, vậy được. Vậy mà tao tưởng mày chửi tao chứ. Đâu có đâu. Ông ơi. Cái gì? Con nghĩ là ông nên đi đi, lên trên đó nắm bắt tình hình, rồi về mà còn đối phó nữa. Không chừng giờ băng đảng tới tổng của ông rồi đó. Lâu nay tao cũng muốn lên kinh thành một chuyến. Ờ đúng rồi đó ông. Đi chùa mà ông đi uổng lắm ông ơi. Ủa cái đầu mày á, tiền của dân đó. Về. Dạ. Ông đó sẽ xưng là quan xã, sẽ nói họ sự sàng xê, sau đó sẽ đi đò. Bị khùng hả? Trời đất ơi, ông chú tôi á bị âm theo,
xưng là quan không à. Bây giờ tôi sẽ đưa tiền đò trước, sau đó ổng tới chở ổng đi thôi. Tội chưa cái dông này nó khoái đi chơi hả? Thì đó, khó khăn lắm, hay bắt bẻ nữa. Khùng, chở đi tùm lum, sao tìm được? Thì đó, tôi phải theo canh nè, nhưng mà không cho ổng biết. Ờ, à, hiểu rồi. Một chuyến thôi nha. Rồi nữa ổng về sao? Ai biết, ổng về ổng đi đường khác sao? Nè, tiền chuyến đi nè, nhớ nha. Ờ, vậy nha. Bữa nay lão xã lên thành. Mắc cười chết luôn á. Quỳnh Quỳnh hả? Hay là mình đi theo mình coi đi. Đi theo làm chi? Tranh thủ lúc ổng đi mình kiếm thêm thịt ăn. Ờ à, phải á. Ờ, đã không cho buôn bán gì mà còn không có thịt ăn, có bao nhiêu trâu bò gà heo vịt là mấy thằng Chả gom hết à. Hay là hôm nay mình tìm cách vô nhà thằng Chả, mình lùa hết heo gà vịt ra cho dân mạnh ai nấy bắt. Đã làm thì phải làm cho nó đáng. Ồ, làm cho nó đáng là làm sao huynh? Nhìn cái bầy trâu của ổng thấy mướt mắt à. Vậy thì trong hôm nay mình làm luôn đi huynh, để lâu nó nguội. Đệ làm cho. Chăn trâu là nghề của đệ mà.